Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 2019. Con kính trả lời câu hỏi của Phật tử hỏi rằng làm sao ứng dụng được chánh niệm trong lúc niệm Phật, tức là thiền tịnh song tu mà là chánh niệm cho pháp môn niệm Phật á. Đây là cái hiểu cái hành chủ quan cá nhân con, kính mong chia sẻ để quý thiền hữu tri thức hữu duyên lắng nghe, suy tư và ứng dụng ạ. Nếu như cái tâm của mình mà nếu nó không có hạnh phúc á, là lập tức nó đi tìm. Nó tìm cái gì? Cái gì không biết nhưng chắc chắn á, là thứ nhất là để cho nó hết đau khổ, thứ hai để cho nó hạnh phúc. Có vẻ giống như là mình đi chọn cái hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc thì chọn lần là được chứ, từ này sao mình chọn hoài mà cái thứ mình chọn nó không tới, mà cái thứ ngược lại mình không chọn nó tới hoài, đó là đau khổ. Sao mình cứ cố gắng hoài mà cứ ngày càng đau khổ hoài, mệt mỏi căng thẳng lo lắng sợ hãi buồn rầu trách cứ giận dữ tham lam hoài. Như vậy động cơ phía sau mình là muốn hạnh phúc thì tốt, nhưng thực tế cái kết quả nó không như ý mình muốn là bởi vì mình không có đi chọn cái hạnh phúc mà hạnh phúc nó chọn mình. Cái nguồn mình cứ hy vọng là hạnh phúc nó tới chọn mình. Cái chỗ sai lầm này nó có cái nguyên do của nó. Đó là nếu mình không chọn một cái niệm trong đầu mình thì cái niệm nó chọn mình. Mình chọn niệm á thì gọi là chánh niệm. Mà niệm nó chọn mình á thì trước đó mình đã thất niệm, cho nên niệm nó tới mình không biết. Nó ở trong đầu mình hoài mà mình đồng hóa mình với nó, cái đó gọi là vọng niệm. Mà hễ từ thất niệm mới đưa đến vọng niệm, tức là mình không có ý thức rõ ràng gì những cái niệm đã trong đầu mình cả, thì chắc chắn những cái thứ nó ở trong nhà mình mà mình không ý thức thì nó vô nhà, nó giống như những tên trộm, nó sẽ quậy phá, nó làm cho mình khổ não buồn đau lo lắng sợ hãi. Thì nó tất yếu thôi à. Mình không bao giờ rước vô nhà mình những cái thứ mà mình biết nó rác mà mình lượm về hết trơn á. Nó vô trong nhà mình mà là rác á thì chắc chắn do mình không có biết, hoặc là mình lầm tưởng rác với hoa. Trong lòng mình mà hễ khổ đau tức là rác, là do mình lượm về mà mình không phân biệt được. Tức là trong lòng mình toàn là vọng niệm, và hàng ngày mình thất niệm, cho nên kết quả là đời mình khổ đau, ngày đó mình khổ đau, giờ đó mình khổ đau. Cho nên cái chánh niệm là cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi mình biết thì mình không bao giờ làm cái thứ mà cho mình và người khổ bây giờ và mai sau. Cái tuyệt chiêu để mà mình chánh niệm tuyệt vời nhất đó là niệm Phật. Niệm Phật nguyên thủy ở trong kinh Nikaya của Tăng Chi á, Phật đã dạy 6 cái cách niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tín, niệm Tính, niệm Thí, niệm Thiên. Sau này phát triển thành 10 cái niệm ở trong 40 đề mục của thiền quán, thiền định của ngài Buddha Gosha ở trong cái Visuddhimagga thanh tịnh đạo luận: niệm Phật, niệm thí, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm tính, niệm hơi thở, niệm chết và niệm bất tịnh. Thì cái niệm ở đây á là để không quên và để quán. Thì cái chữ sati tức là niệm nó có hai phần: một là không quên cái giáo pháp của quá khứ đã học, thứ hai nữa là không có quên cái hiện tại, nhớ cái gì tốt đẹp ở quá khứ và không có quên những gì diễn ra trong hiện tại. Thì cái niệm Phật đây á được ứng dụng là không có quên những gì đang diễn ra trong hiện tại hơn là nhớ nghĩ cái gì ở quá khứ. Bởi vì nhớ nghĩ cái quá khứ đó là nhớ nghĩ cái ân đức của Đức Phật á. Cái gì niệm Phật là niệm gì? Niệm Phật đây có nghĩa là niệm đến 10 cái ân đức của Đức Phật, đó là bậc chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngồi nhớ đến cái công đức của Đức Phật mình được học. Ở đây không có ứng dụng cái cách niệm Phật như vậy cho pháp môn tịnh độ, mà là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, với cái mục đích là mục đích xa là được vãng sanh tịnh độ, mục đích gần là được nhất tâm bất loạn, mục đích gần nữa là được chọn cái niệm mà mình muốn, tức là mình tỉnh thức thì mình mới chọn, để cho mình không có bị vọng niệm cái nghiệp nó chọn mình.
Nếu mà mình chọn thì mình tỉnh. Nếu mà đời mà nghiệp chọn thì mình mê. Mà hễ mà mình mê thì đời nó chọn thì mình khổ. Mà hễ mà mình tỉnh thì không có ai tự làm khổ mình. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cách tu tuyệt vời nhanh nhất. Căn thấp hay căn cao hay căn trung gì, niệm Phật A Di Đà là cách chọn lựa cái niệm tuyệt vời nhất. Vậy bây giờ ứng dụng chánh niệm sao trong cái lúc niệm Phật A Di Đà như vậy? A Di Đà con không nói A Di là bởi vì chính xác là Amitabha. A là không, Mita là đo lường, A Ba là ánh sáng, tức là vô lượng quang, ánh sáng không thể được đo lường, tức là không có giới hạn, vô cùng tận, không có thời gian và không gian ở trong cái ánh sáng của chư Phật. Và đại diện ở đây là Đức A Di Đà, niệm cái trí tuệ, tức là ánh sáng đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Ứng dụng chánh niệm có 3 cách. Cách thứ nhất, niệm cái danh hiệu đó bằng ngôn ngữ, bằng lời, và mình nghe cái âm thanh rõ ràng từng cái âm thanh một. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhanh chậm tùy mình, nhưng đừng quá chậm, đừng quá nhanh. Miễn là mình bản thân nghe rõ cái âm thanh đó. Và niệm âm thanh A Di Đà Phật mà to rất tốt cho mình và cho những người xung quanh, cả chiếc lá, cả không khí, cả con chó, cả con vật, cả người xung quanh. Nếu mà họ cần mình với cái câu A Di Đà Phật đó mình niệm, nhất là cái người sắp vãng sanh nè, hoặc là cái người cận tử nghiệp gần đất xa trời, niệm Phật to rất là tốt. Long thiên chư thiên long thần hộ pháp, họ cũng hoan hỷ. Câu A Di Đà Phật, cái chữ Phật thôi nhắc đến ai là người có tín tâm đã thành kính rồi. Người mà tu tập càng thành kính, người mà hiểu biết càng thành kính. Cho nên nhắc đến cái chữ Phật thôi, ai cũng phải cúi đầu. Huống hồ như Nam Mô A Di Đà Phật là nguyện lực của một vị Bồ Tát đã tu hành thành chánh quả, thành Đức Phật A Di Đà bây giờ ở Tây Phương. Cho nên nhắc đến cái tên của Đức Phật A Di Đà là nhắc đến một công đức vô lượng, và cho mình, cho người chuyển nghiệp, mình không hề biết được nó diệu dụng cỡ nào. Cho nên người ta nói, chư tổ mới nói, một niệm A Di Đà là diệt được hằng hà sa số tội, 80 ức kiếp tội lỗi. Điều này có vẻ khó hiểu về nhân quả không? Không những 80 mà vô số. Vô số là sao? Tức là không đếm được. Tức là một niệm mà khởi mà mình không biết là mình tội hằng, mình tạo hàng ngàn những cái niệm liên tục kéo sau đó mà mình không biết. Một niệm nghi mà mình không biết, ngay cái niệm ban đầu mình không biết, thì hàng ngàn những cái niệm nghi sau nó xỏ sâu, nó làm cho cái nghi ban đầu là đúng, và hàng tá câu chuyện sau đó của cái thứ mình không biết lần đầu tiên nó diễn ra, và nó có vẻ như như thật hết. Mình khổ và mình bắt đầu hành động theo cái thứ mà nó phát khởi mà mình không biết mình là ai, mình làm mà mình không biết mình là ai. Đó gọi là tạo nghiệp, rất nhiều nghiệp đã tạo tác ra do một niệm ban đầu mình khởi. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới dạy là khởi tâm động niệm vô phi thị tội. Khởi một ý niệm ban đầu mà không có ý thức được cái niệm đó thì vô số tội, và không có niệm nào mình khởi mà không có tội hết. Cho nên hễ cái niệm ban đầu mà mình biết, hoặc là mình chọn cái niệm, thì toàn bộ những cái tội lỗi vô cùng nhiều sau đó chấm dứt ngay lúc đầu. Cho nên một niệm A Di Đà Phật diệt hằng hà sa tội lỗi ở nhiều kiếp, cũng như là câu chuyện sau đó có vô số niệm vọng niệm, thì mình dễ hiểu thôi. Niệm mình chọn, và khi mình chọn niệm như vậy, mình đã dừng vô số cái nghiệp nó kéo mình đi từ kiếp trước tới giờ. Và mình dừng luôn cái vọng niệm mà nó sẽ sinh ra từ cái niệm đầu tiên mà mình không biết. Để chọn A Di Đà Phật mà niệm vô cùng quan trọng cái việc. Và niệm to ra càng tốt, dĩ nhiên phải không gian thời gian hợp lý, thời khóa cụ thể. Không dễ gì mà chúng ta thoát lên một câu A Di Đà Phật được đâu quý vị. Hàng ngàn hàng tỷ người trên thế gian này, mấy người tin Phật, hàng ngàn hàng tỷ người, những mấy người biết được có pháp môn A Di Đà Phật, có Đức Phật Tây Phương Cực Lạc, có hay không á thì tự mình biết, và nhân duyên của mình. Một ông thầy thì có một cái ngôi chùa, à, một người bán cá thì có chợ, thì ai mà có cái tâm thế nào là chánh báo sẽ có một cái không gian bên cạnh là y báo. Thì Phật có công đức vô lượng như vậy, sẽ có một cái cõi riêng của Ngài để độ chúng sinh. Một vị thiền sư cũng có một cái làng mai, hay là cũng có một cái thường chiếu. Chuyện đó dễ hiểu. Chúng ta không nên tranh cãi cái chuyện có hay không. Hễ có niềm tin là bắt đầu chúng ta hạ thủ công phu. Câu A Di Đà Phật không phải dễ gì mà mấy người biết mà niệm tới được đâu em quý vị. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa, người đó khỏi cái tâm
không có tỉnh tính và còn ganh tị với chính Đức Phật. Đến lúc mà bị đọa địa ngục đất mà nước ra, ông nó bị tuột xuống và ông nó thoát ra một chữ Nam Mô. Phật không kêu được. Lúc đó nghiệp quá nặng che lấp mất cái công đức vô số kiếp của chính Đề Bà Đạt Đa, khiến cái chữ Phật không thoát ra được, không phải chuyện chơi. Nhưng bởi vì cũng nói được chữ Nam Mô, mà cuối cùng sau cái nhờ cái chữ Nam Mô thành kính đó mà Ngài đã được cứu. Cái lúc mà chúng ta cực kỳ sợ, chúng ta kêu tiếng mẹ ơi còn không được nữa. Lúc mà quý vị bị bóng đè, chỗ nào thân thể quý vị có thể cử động được, toàn thân cứng hết, chỉ có từng ngón tay mới cử được thôi, và cái miệng cũng cứng luôn, không nói được. Tức là cái nghiệp của mình, cái lúc bình thường khỏe mạnh có vẻ giống như mình dời sông lấp biển được, nhưng thực tế thì khi cái lúc mình bị hù quá sợ, quá đau buồn, quá sợ hãi, quá lo lắng, quá tức tối, mình bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi câu chuyện ở trong cái tâm của mình, nó thật vô cùng còn hơn cái thứ thực tế bên ngoài nữa. Cho nên để mà niệm được một câu A Di Đà Phật không hề dễ. Công đức của người đó là vô lượng kiếp trước đã gặp Phật, làm được việc thiện phước rất nhiều. Cho nên nếu ai đã có niềm tin với câu A Di Đà Phật, đừng để lay động. Hãy chí thành mà niệm. Và cách niệm thứ nhất là hãy ứng dụng vào Nam Mô A Di Đà Phật, niệm không không gian thời gian cụ thể, niệm to ra mình nghe, xung quanh được nghe. Và khi niệm, từng câu từng chữ rất rõ ràng. Không niệm để đếm số, niệm để đừng có tạp niệm. Niệm bởi vì mình chọn, chứ không phải là để nghiệp nó, nghiệp qua cái niệm nó chọn mình. Cái thứ hai là niệm thầm ở trong đầu. Ngồi như thế, giống như đang ngồi thiền, nhưng trong đầu nó chạy cái câu A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật rất là rõ ràng, từng câu từng chữ ở trong cái tâm của mình. Giống như cái cách đó là cái cách mà chúng ta niệm thầm ở trong tâm. Thường thì ai đã có một cái định nhất định ở trong người thì niệm mà nó không loạn, còn bạn không phải miệng đó quý vị. Chúng ta có thể áp dụng được hai cách đó tùy thời tùy lúc. Cách thứ ba là chúng ta niệm Nam Mô Hết A Mi, Nam Mô A Hết Mi Đà Phật thở, hoặc là A Mi Hết Đà Phật thở. Tức là dùng chánh niệm trên cái hơi thở kết hợp với câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mà đều đặn như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Quý vị thử ngồi như vậy mà 5 phút niệm đúng A Di Hết Đà Phật thở hoặc Nam Mô A Hết Di Đà Phật thở, 5 phút mà không loạn một cái niệm nào hết, thử được không? Đây là thiền tịnh song tu, ứng dụng cái tâm mình ở trên một niệm mà nó không loạn cái niệm nào hết. Coi thử 5 phút được không? Không dễ chỗ nào. Cái đây gọi là để cái tâm vô cái chỗ gọi là Upacara Samadhi, cận hành định. Tức là chọn một đối tượng để tâm của mình nó an trú trên đó mà không có niệm khác, để rồi mới quán Vipassana đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta đang lấy thiền mà tu mật nè. Để tâm của mình trên cái câu A Di Đà Phật, dẫn cái hơi thở vào sâu hơn. Khi cái hơi đây là cái cách mà cũng Ngài Achancha dạy á, bút hít đô thở, bút đô hít thở, bút đô. Cái thứ mà đầu tiên mà cái tâm khi nó tịnh rồi, cái thứ đầu tiên nó mất đó là cái niệm, bút đô nó mất, A Di Đà Phật nó mất. Bắt đầu lần lần cái hơi thở nó nhẹ đến cái chỗ là hơi thở thứ tư, không còn một cái niệm nào dấy khởi. Trong một khoảng thời gian nhất định, tâm mình yên tịnh, dường như không còn hít thở nữa, dĩ nhiên hơi thở vẫn còn, nhưng cái tâm quá tịnh, chúng ta không có cảm giác là thở nó quá là thua. Thì lúc đó là tính đạt cái trạng thái hơi thở thứ tư, tâm rất tịnh, cận hình định dường như đã đạt được. Thì lúc đó ta có thể vào trong hơi thở, ta đi vào thiền định, hoặc là ta dùng quán, hoặc là tiếp niệm Phật, để đạt đến cái chỗ nhất tâm bất loạn. Một điểm, lúc này cái tâm nó định mạnh hơn. Đó. Thì cái chỗ đó bắt đầu tự nhiên cái tâm nó đi vào cái chỗ mà nó cần thiết. Thì ba cách này, ba cách mà con bằng cái hiểu giới hạn của mình trong cái khoảng thời gian giới hạn, con kính chia sẻ để đại chúng lắng nghe và ứng dụng. A Di Đà Phật là công đức vô lượng, danh hiệu ấy bản thân đã là trị liệu ngay bây giờ và ở đây. Ai có nhân duyên sâu sắc dưới pháp môn này, đừng có thối lòng và lay chuyển. Kính mong Phật A Di Đà mời phương chư Phật chứng minh công đức cho người niệm Phật được vãng sanh tịnh độ.
Và khi lâm chung được đầy đủ nhân duyên và có tiền hữu tri thức, khai thị, niệm Phật, cầu Tây Phương Cực Lạc của xà thú.